Hải Giang là xã vùng duyên hải của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nằm cạnh sông Ninh Cơ và cách biển khoảng 10 km. Trước đây, Hải Giang là địa phương thuần nông, bà con nông dân chủ yếu trồng lúa, nuôi lợn, nuôi gà làm kinh tế. Vài năm trở lại đây, có một số khu công nghiệp, nhà máy về hoạt động nên giải quyết được một phần nguồn lao động của xã và các xã lân cận. Tuy nhiên, về tổng thể, bà con ở Hải Giang vẫn sống bằng nghề nông. Trong đó, có nhiều gia đình đã mạnh dạn tự mày mò tìm hiểu vào miền Nam học tập kinh nghiệm để triển khai các mô hình nuôi lươn không bùn thay thế cho chăn nuôi lợn và bước đầu đã đạt thành công. Ví dụ như gia đình anh Vũ Văn Phụng nằm ngay cạnh bờ sông Ninh Mỹ. Tôi bắt đầu nuôi lươn năm 2020 đến nay năm thứ ba. Cái hiệu quả kinh tế thì một số năm vừa rồi nuôi thì nhìn chung là nói về chăn nuôi cái mô hình con lươn này thì kinh tế nó cũng đạt yêu cầu. Mọi chi phí đi thì trung bình một vạn con thì lợi nhuận cũng được 70 triệu. Cách đây 5 năm, anh Vũ Văn Như, người thôn Ninh Mỹ, là người đầu tiên của xã Hải Giang mạnh dạn chọn phương án bỏ lợn nuôi lươn. Sau 5 năm kể từ ngày thử nghiệm, gia đình anh Như hiện nay đã bỏ hoàn toàn nuôi lợn để chuyển sang nuôi lươn. Tôi nhận thấy trong 5 năm thì với cái giá trị kinh tế của những con vật khác thì con lươn với giá trị kinh tế là cao hơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi chỉ đang là bán cho các thương lái nhỏ lẻ, thì mong muốn làm sao là chính quyền địa phương và các ngành các cấp để tạo điều kiện giúp đỡ bà con nông dân cũng như chúng tôi là cái đầu ra mới dám phát triển được cái lĩnh vực là nuôi trồng được mở rộng. Cái nuôi lươn không bùn đã phát triển ở xã Hải Giang mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Đặc biệt là những người ta đã có kinh nghiệm về nuôi lươn thì cái thu nhập tương đối ổn định và thu nhập cao hơn hẳn trồng lúa. Ban nhân dân xã của chúng tôi cũng có quan điểm là những cái diện tích mà không thể trồng lúa được thì chúng tôi mạnh dạn cho chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp về vấn đề nuôi lươn. Ở đây thì nuôi lươn thì không đòi hỏi diện tích lớn như một số cây trồng khác, thế nhưng mà đòi hỏi kỹ thuật để đem lại hiệu quả cho bà con, đặc biệt những hộ nuôi lươn. Như vậy, nếu được hỗ trợ về kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm, bà con nông dân nuôi lươn không bùn ở Hải Giang sẽ yên tâm mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.